Thật thầy không có một người bạn. Cô ấy rất tinh và bó tót và tỉ mỉ. Cô ấy bảo rằng cô đi coi bói, đa số thầy bói bảo rằng số cô là số lần vợ bé. Đó là cái nghiệp cô phải trả. Khi thầy cho con hỏi có nghiệp lần vợ bé không? Trời đất. Người gây nghiệp phải trả nghiệp hay là ba hoặc mẹ làm con trả nghiệp thế? Vậy đúng hay sai? Bây giờ xin thưa các vị, điều này nó cũng nói chung nó cũng hơi xui thôi. Mình dạy với thầy bói tại tôi xui lấy được. Xin thưa với các vị, hôm nay nếu mà những cái quốc gia mà gọi là một vợ một chồng á, thì những cái hôn thú tao đó hoặc những lén lút hay gì đó, hợp tác lén lút chấp nhận gì đó thì chúng ta gọi là vợ bé. Nhưng mà nếu những cái quốc gia về vợ chấp nhận đam mê á thì không có vợ bé, có phải không? Ví dụ người ta có thể cưới vợ hai vợ ba là tùy, chứ không có vợ bé. Ví dụ bây giờ cái thứ Hồi giáo là chấp nhận cho người đàn ông có bốn vợ, như vậy vợ nào là vợ bé? Coi chừng vợ út được cưng hơn nữa. Cái này chúng ta phải nói là vợ lớn, vợ gì đó ha, 1, 2, 3, 4 gì đó. Chúng ta không mang cái nghĩa vợ bé giống như là chúng ta bất hợp lệ. Cái từ khi mà chúng ta dùng cái từ vợ bé thì thông thường ở đây chúng ta không mang cái nghĩa là mình thiệt thòi, mình bất hợp lệ, mình không được chấp nhận một cách giống như là chính thể. Thì chúng ta có suy nghĩ như thế này. Như vậy cái này tùy vấn đề mà giải thích. Nếu vấn đề của quốc gia đa mê, hoặc là các thời Việt Nam chúng ta phải chấp nhận đa mê. Ví dụ Nguyễn Trãi có đến mấy vợ? Nguyễn Trãi có 7 vợ lận. Năm Nguyễn Trãi 70 tuổi vẫn cưới một vợ cuối cùng, đó là Thị Lộ, là mới có 17 tuổi, phải không? Cái giai đoạn mà cưới vợ 17 tuổi của Nguyễn Trãi là sao? Đó, có một cái câu mà Nguyễn Trãi mà đặt một cái vần thơ mà để hỏi một cái người vợ, cái cô Thị Lộ đó, là như vậy. Xin làm bài chút nha. Những giải mới nói là: em ở nơi nào bán chiếu gom, phải chăng chiếu ấy hết hai còn, xuân sang mai được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Là lúc đó một cái câu gợi ý mà chiêu ghẹo về tình cảm của Nguyễn Trãi. Như vậy đó, thì Thị Lộ là một trong những người cũng là thơ văn lỗi lạc, cho nên cô ta mới trả lời một câu như thế này: em ở Tây Hồ bán chiếu gom, cớ sao anh hỏi hết hai còn, xuân xanh tuổi được trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có chi con. Đó là cái câu Thị Lộ trả lời. Và đó là cái giai thoại đầu tiên để hai người đến với nhau. Và Nguyễn Trãi chấp nhận cưới một người vợ thứ 7, đó là Thị Lộ, là nam ông 70 tuổi. Như vậy Thị Lộ có thể xem là vợ bé không? Khi là danh chánh ngôn thịnh đã được sự cưới hỏi chấp nhận thì không thể gọi là vợ bé được. Ví dụ bây giờ chúng ta có coi một cái bộ phim như là Tể Tướng Lưu Gù gì đó, thấy không? Tể Tướng Lưu Gù á, mà khi mà ông sống với vợ không có con thì được vợ chính thức của ông để chấp nhận cưới cho ông thêm một người vợ nữa. Như vậy chánh thức hôn thú và chấp nhận như thế này có sự chấp nhận của triều đình, cái đó phải vợ bé không? Như vậy quan niệm vợ bé hay là vợ chánh gì đó là tùy theo, tùy hoàn cảnh, tùy văn hóa. Như vậy nó chưa mang cái nghĩa thống nhất. Nhưng bây giờ dựa trên cái vấn đề như thế này thì tôi có thể chia sẻ là trong một giai đoạn một chồng một vợ mà những cái này không được sự cho phép của vợ trước, đồng thời cũng không có luật pháp cho phép là mỗi người phải hai ba vợ, thì ở đây chúng ta mang tính cách không hợp lệ, cho nên chúng ta trở thành người lén lút. Có phải vậy không? Sự lén lút mà nó có ra chúng ta gọi là vợ bé, tạm thời chấp nhận như thế này, phải không? Thầy bói coi là cái tốt của làm vợ bé. Xin thưa với các vị, nếu mà vấn đề này nói nó như thế này, trong Phật giáo có những người nói là ví dụ như bây giờ một người tu sĩ đi, người tu sĩ nếu chưa đi tu, đi đến chấp tử vi thì dẫn tử vi là cũng coi là người này vào tuổi đó lập gia đình bao nhiêu con, thì tất cả như vậy. Là ở đây người ta muốn nói gì? Ví dụ bây giờ tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, ví dụ vậy, thì một năm tí như vậy á là có bao nhiêu triệu người ra là năm tí, có phải vậy không?
Như vậy á, nếu năm Tý thì bây giờ lãng tử quy ra coi, năm Tý là sinh vào năm 1971, 72 gì đó mà Tý nhỏ nhất, vân vân. Thì bây giờ lật ra coi cái này là Tý này là vào năm 20 mấy, 30 mấy gì đó, có vợ vân vân rồi, hoặc là có chồng vân vân, rồi bao nhiêu con, rồi đến bao nhiêu tuổi chết. Như vậy các vị thấy rằng có đúng là bao nhiêu người là tuổi Tý như vậy không? Dạ, có phải ai cũng phải chết đó không? Có người chưa được cưới vợ là chết rồi, có phải không? Như vậy thì tại sao? Nó, và có người ví dụ như bây giờ nói là có hai con, có ngưỡng chục con là sao? Cho nên vấn đề này nó mang cái tính chất là cái vấn đề gọi là phỏng đoán chung, phỏng đoán số chung. Và Phật giáo thì có quan niệm thế này nè, nếu người này ví dụ bây giờ cô này cho là tuổi Tý, nói rằng ông thầy bói nói cô lớn lên cô sẽ làm nhà bé, nhưng mà nếu cô này đi tu thì sao? Đi tu còn nhà ai? Ví dụ như vậy là thứ nhất tôi muốn nói là từ phương diện thôi, nếu là đi tu còn nhà ai đó, nhưng mà có nghĩa là làm dâu trong họ, có nghĩa là nếu mà làm chủ trì thì phải phục dịch cho tất cả những cái vấn đề Phật pháp, Phật sự. Nhưng mà như thế này, nếu người này là một người đứng đắn, là người học thức và người có một cái địa vị, một cái gì đó trong xã hội, và người này nhận thức được trách nhiệm của mình thì sao? Vấn đề này thay đổi rất lớn. Cho nên ở đây quan niệm của đạo Phật không chấp nhận một số phận nào đưa ra là về cái việc đó như vậy cả. Mọi việc có thể thay đổi, nhưng mà nếu một người này nói rằng vì dựa cái lời của thầy bói mà chấp nhận số phận của mình, như vậy người đó mang tính chất hơi bao che một chút. Như vậy mình xem cái giá trị của mình nó đơn giản đến độ như một lời thầy bói nào đó nói không liền. Vậy mai mốt này thầy bói nói là mai mốt là cô phải như thế này thế thế khác, là cô phải tát tụi con, phải là nguy hiểm à? Như vậy là được lòng mẹ phải tát tụi con không? Thành ra cái điều này các vị phải thấy á, vấn đề này là thuộc về cái dạng mà quy kết chung như vậy. Nếu chúng ta là người có hiểu biết á, thì vấn đề này vợ bé vợ nhỏ không phải là xấu. Tình cảm của chúng ta có thể đặt giá bất cứ một ai. Đời người ta nói là con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can dạng. Như vậy có những người thương một người nào đó, đôi khi nó do một cái gì đó, không phải là thương gì đẹp, gì nhào, gì mà mỗi người nó có thương cái khác nhau. Có người chỉ yêu tham thiết một cái người chỉ bị cái răng thở nè, không có gì chừng mà chỉ cần có cái răng thở thì muốn chết đi. Rồi có những người yêu người khác chỉ vì mái tóc đó. Rồi cái người yêu người khác vì cái miệng cười có duyên, hay là yêu cái người khác vì bất cứ lý do gì. Như vậy trong tình cảm là cái điều mà bản chất con người, thì điều này không có vấn đề mà xấu hay tốt trong này. Mình yêu một ai đó không có vấn đề xấu, bản chất tình yêu không xấu. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta đặt có đúng chỗ hay không. Mình yêu một con người không có gì xấu cả. Ví dụ bây giờ mình đi trong một cái nhạc hội, mình đi trong một cái đám tiệc, mình học trong một cái lớp, những người nào trội hơn, những người nào có những cái gì mình khắc phục hơn, hoặc những người nào có sự tương đồng, chia sẻ với tâm tình với mình một cái gì đó, tất cả mọi người đều gây cho mình một cảm tình được trong cuộc sống này. Và trong cuộc đời các vị từng có cảm tình với không biết bao nhiêu người, chứ không phải là với người vợ mình không. Nhưng mà tất cả mọi người phải sống với cái gì? Với đạo đức và trách nhiệm. Một khi anh yêu em hay là em yêu anh, em sẽ có trách nhiệm với anh, mặc dù em vẫn cảm thấy rằng em có một cái cảm giác là yêu thương một người nào đó hay là cảm mến một người nào đó. Nhưng đó là cái quyền của trái tim, nó tự do, không muốn nhưng mà đôi khi nó vẫn vậy. Nhưng mà trách nhiệm với chồng con là vì biết mình có chồng hay là biết mình có vợ, cho nên mình sống thủy chung với trách nhiệm này. Đó là cái tư cách đạo đức và lương tâm của mỗi con người. Nếu mình có lương tâm rồi, mặc dù có cảm thấy một người nào đó có thể mình thích, nhưng vì mình đã hẹn ước cùng với vợ sẽ trách nhiệm sống với vợ và với con, vì danh dự, vì đạo đức, thì chúng ta có thể đó là một cái tình giao thiệp chơi vậy thôi, và vẫn có trách nhiệm như thế này. Đây là cái điều đó. Còn cái vấn đề mà nếu chúng ta không cưỡng lại được các sức lôi cuốn của tình cảm thì đó là vấn đề ngoại lệ, và mỗi người tự chịu trách nhiệm trước một hành động đó. Và thật sự thông thường người nào có tính ngoại lệ, người đó luôn khổ tâm và người đó luôn dằn vặt với chính mình, và càng về lâu về dài người này luôn có sự phân hóa về đầu óc rất là đau khổ. Như vậy ở đây cái gì da vào là cái đó có trách nhiệm. Riêng vấn đề vợ bé vợ một, tôi không đặt vấn đề đó là vấn đề của xã hội. Ai gánh thì để chịu, không phải các vị gánh tôi chịu, điều đó không có lý do đâu.
Nhưng mà ở trên này tôi chỉ can thiệp rằng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta trở thành một người vợ bé hay là một vợ thứ hai đi của một ai đó, nhưng mà nếu không làm đau khổ người ta và được ở bên phía nào đó chấp nhận với một lý do nào đó, tôi có thể chấp nhận đây cũng là một cái điều thích hợp. Nhã tỷ như vậy, được đôi bên chấp nhận và người đó không đau khổ, người vợ đó không đau khổ, người con kia không bất hạnh và không có vấn đề gì xảy ra, đây là vấn đề chuyện cũng bình thường. Nhưng mà nếu là một người học Phật thì nếu chúng ta đã có một chồng một vợ rồi mà có thêm một vợ khác, chúng ta vi phạm vào giới, giới gì? Giới tam hà dâm, có nghĩa là chúng ta ngoại tình. Như vậy khi ở đây chúng ta sống không chung tình thì khi mà chúng ta học Phật thì người học Phật biết rất rõ điều này. Như vậy một cái nghiệp đến vợ bé vợ hai gì tôi không cần biết, nhưng mà đây là một cái nghiệp ái tình trong cuộc đời. Và nếu tất cả chúng ta là một con người, chúng ta phải trả cái nghiệp này trong cuộc đời với bất cứ lý do nào. Nếu chúng ta không muốn trả, chúng ta phải có cách hóa giải. Thật ra với các vị trong cuộc đời có nhiều người yêu nhau tha thiết, nhưng vì hiếu thảo, vì vấn đề lời hứa, người ta cũng không thể cưới nhau và người ta trở thành một đôi bạn suốt đời. Có không? Có, chứ đâu nhất thiết là phải yêu nhau là phải cưới nhau. Như vậy thì mỗi con người đều có cái hiểu biết và có cái sự kiềm chế về cái tình cảm của mình ở mức độ nào là tùy sự giác ngộ của mỗi con người. Đó. Và từ cái đạo tâm của mỗi người, có những người biết rằng anh này rất thương mình nhưng anh có vợ rồi, nhưng mình bước vào như vậy anh sẽ khổ. Như vậy nếu mình biết như vậy, mình nói là mặc dù anh rất thương em cũng thương anh, nhưng vì em không muốn làm đau khổ người khác, cho nên chúng ta chỉ dừng ở mức độ tình bạn và quan tâm đến nhau thôi. Như vậy hoàn toàn là đúng không? Như vậy nếu như vậy đâu có thể cái việc này đưa đến người đó phải làm vợ. Tuy nhiên các vị, nhưng mà nếu một người vợ bé như thế này, mình đi sao mà mình muốn là chiếm phủ hoàn toàn gì người đó, cho nên cuối người ta ly dị, đây là một cái này sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Trước khi tôi qua đây, tôi có gặp một cái cô Phật tử đó, cổ vừa ly dị với chồng, năm nay cổ đang là 40 tuổi, cổ rất là xinh đẹp và một người rất biết làm ăn. Nhưng mà khi cổ biết giờ chồng cổ ngoại tình rồi đó, cổ có thương lượng với cái cô kia đó, cổ sẽ giúp cho khoảng 40 cây vàng để tự làm ăn, đừng có bao giờ quên ngủ chồng con thế như thế. Nhưng mà cuối cùng người kia không chịu, vừa muốn tiền cũng muốn mà tình cũng không muốn bỏ. Vì vậy cuối cùng không có giải quyết vấn đề bằng cách đưa vàng như vậy, và hai người này phải đi đến ly dị. Bởi vì cô kia đặt vấn đề là trong hai tay chọn một. Thì bây giờ vấn đề này nó là như vậy, là tôi nghĩ các vị có những cái vấn đề tình cảm riêng thì tôi không can thiệp, nhưng mà có tình cảm riêng đừng làm khổ người thì tôi cũng có thể, tôi thấy điều này nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu gì mình đến sao mà mình xót đoạn mà mình muốn làm khổ người khác, và có những người đi đến sao mà nài ép để phải ly dị với người kia để đến với mình, đây là vấn đề trái đạo đức, trái lương tâm quá. Và điều này tôi xin chắc nguyện là chữ nghiệp của đạo Phật nó không mang như vậy. Có là tùy vào lương tâm, đạo đức và nghị lực của mỗi con người. Như vậy nghiệp lực có thể thay đổi được, vì nghiệp trong đạo Phật là có thể thay đổi được mà, có thể chuyển nghiệp được mà, đúng không? Như vậy qua quá trình này tôi chỉ chấp nhận là nếu ai nói đây là chuyển nghiệp phải chấp nhận như vậy, thì vấn đề đó người đó hơi có vấn đề lạm dụng cho từ ngữ của Phật pháp, và ở đây nên lấy thầy bối thay hơn là lấy chuyển nghiệp của Phật giáo. lấy thầy bối, lấy lời phán đoán của thầy bà bối thì chúng ta dễ dàng, nó không có mặc cảm tội lỗi hơn. Còn nếu lấy chuyện nghiệp chúng ta có sai trong này, không đổi thừa như vậy. Như vậy tôi chỉ giải thích vấn đề này đến đó như các vị. Ai gì là Phật?